Chào mọi người, đây là video giới thiệu về chiếc SUV mới từ Hyundai 2024 Santa Fe SRT. Hãy cùng nhau khám phá những đặc điểm độc đáo của nó. Thiết kế ngoại thất. Bắt đầu với thiết kế ngoại thất, Santa Fe SRT thực sự nổi bật với lưới tản nhiệt đen mờ, tạo nên vẻ mạnh mẽ và cá tính. Cản trước và cản sau cũng được thiết kế màu đen mờ, mang lại phong cách thể thao và hiện đại. Những chi tiết như viền cửa màu đen mờ và bộ mâm xe hợp kim 19 inch thêm vào sự khỏe khoắn và hầm hố của chiếc xe. Nội thất sang trọng. Di chuyển vào nội thất, chúng ta thấy sự sang trọng với ghế bọc da màu đen. Mặt trang trí màu đen mờ tạo nên không gian tinh tế và đẳng cấp. Điểm nhấn độc đáo là logo SRT trên ghế và vô lăng, tạo nên sự đặc biệt cho phiên bản này. Động cơ mạnh mẽ và hệ dẫn động. Với động cơ xăng 2.5 lít kiểu 4 xi lanh tăng áp, Santa Fe SRT mang lại công suất 281 mã lực và mô men xoắn 422 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, chiếc xe có chế độ lái linh hoạt. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, gọi tắt là AWD, sẽ giúp Santa Fe SRT vượt qua mọi địa hình một cách mạnh mẽ và linh hoạt. Tính năng an toàn. Điều quan trọng nhất là tính năng an toàn. Santa Fe SRT trang bị nhiều tính năng như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống đèn pha tự động thích ứng. Tất cả những tính năng này nhằm đảm bảo hành trình của bạn an toàn và thoải mái. Khi nào sẽ xuất hiện? Dự kiến, Santa Fe SRT sẽ xuất hiện trên thị trường Mỹ vào đầu năm 2024. Về giá bán, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức. Tổng thể, 2024 Santa Fe SRT là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế mạnh mẽ, nội thất sang trọng và khả năng vận hành mạnh mẽ. Đây sẽ là một sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV cỡ trung. Mẫu Hyundai Santa Fe SRT là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm của các mẫu SUV cỡ trung khác có khả năng off-road tốt, bao gồm Honda CR-V Trail Sport. CR-V Trail Sport là phiên bản nâng cấp của CR-V, được thiết kế để mang đến khả năng off-road tốt hơn. Toyota AAV 4 TRD Off-road. AAV 4 TRD Off-road là phiên bản nâng cấp của AAV 4, được thiết kế để mang đến khả năng off-road tốt hơn. Subaru Forester Wilderness. Forester Wilderness là phiên bản nâng cấp của Forester, được thiết kế để mang đến khả năng off-road tốt hơn. Hyundai Santa Fe SRT có lợi thế về kích thước và khả năng vận hành, nhưng có giá bán cao hơn các đối thủ cạnh tranh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đừng quên để lại ý kiến của bạn và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về thế giới xe hơi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.